Này anh kia, ý thức để đâu đấy? Vạch kẻ đường rõ ràng thế này, cố mà lao lên nữa. Được chưa? Anh Nghiêm, có phải anh Nghiêm không nhỉ? Bà anh gọi kìa. Đúng xe anh Nghiêm rồi này. Anh Nghiêm ơi, em Hào này anh Nghiêm ơi. Ơ kìa anh Nghiêm, sao lại vượt đèn đỏ? Ui, đi đứng kiểu gì thế hả? Anh Quý, anh Quý. Chết rồi. Mình đạp xe nhiều quá nên hoa mắt à? Thế nhìn ai cũng ra người quen thế nhỉ? Lạ thật đấy. Sao anh không đi nữa? Ở vào vị trí của anh, em có đi tiếp được không? Vị trí của anh thì sao? Anh là cảnh sát giao thông mà anh vừa làm cái gì đấy? Anh vượt đèn đỏ, vượt đèn đỏ đấy. Tại sao? Alo. Sao rồi anh? Anh vẫn đang đi theo dõi đây. Thôi, em lại khóc lại. Em lại cho con đi đến chỗ làm đấy à? Con Thơm nó làm việc rối quá nên em ra một tí thôi. Anh đã nói với em thế nào rồi? Thôi được rồi, cứ ở đấy để anh đến đón con về. Anh cứ làm quá lên. Ai trong đời chả vượt đèn đỏ một lần? Ai vượt thì tôi không biết, nhưng riêng tôi, Nguyễn Đức Nghiêm này thì không bao giờ được vượt. Chính những người như cô nên tai nạn giao thông vì vượt đèn đỏ mới ngày càng nhiều đấy. Lại tôi với cô. Tôi thấy anh làm căng lên thôi. Dù sao anh cũng đâu gây tai nạn giao thông, mà việc anh vượt đèn đỏ cũng chỉ có tôi biết, anh biết, có ai biết nữa đâu. Anh cứ cho qua đi, cho nó thanh thản. Nhưng mà tôi không thể thanh thản với những hành động ngu ngốc như thế được. Có thể người ta không nhìn thấy, người ta không lên án, nhưng lương tâm tôi không cho phép. Bây giờ tôi làm sao có thể đối diện với người vi phạm? Muốn trách, muốn phạt người khác thì bản thân mình phải làm đúng trước đã. Nhức đầu á. Nhức đầu nha. Được rồi, tôi xin lỗi vì đã làm phiền anh. Em không có lỗi. Lỗi là do anh đã không dám ngay thẳng từ đầu. Hết lần này tới lần khác, sợ người ta phát hiện, sợ bị hiểu lầm, rồi hết lần này tới lần khác gây ra nông nỗi này. Anh đã cố gắng làm tất cả với em rồi. Từ bây giờ em phải tự lo cho bản thân thôi. Tôi đã xin lỗi rồi, mà sao anh phải làm căng anh vậy? Ok, tôi sẽ tự lo thân tôi. Tôi sẽ ra đường cho xe tung chết tôi luôn, để xem lúc đó ai sẽ là người vui nhất. Kìa, này, em đi đâu? Buông tôi ra. Tôi không làm phiền anh là được rồi. Em bình tĩnh lại đi. Buông tôi ra. Kìa, Vân. Em bị làm sao vậy? Thì
em chi nữa? Anh đã nói với em rồi, anh còn công việc, còn gia đình ngoài này, anh không thể vào trong Nam cùng với em được. Cũng giống như việc em không thể ở lại đây cùng với anh. Nếu anh muốn anh đã tìm cách. Vì anh không muốn anh mới tìm lý do. Anh không hề yêu em. Anh yêu em. Và anh đã cố gắng làm tất cả vì em rồi. Dạ vô. Anh chỉ muốn bỏ rơi em thôi. Vân ơi, Vân ơi, Vân, Vân. Vô đi Trà. Anh chỉ muốn bỏ rơi tôi thôi. Cái gì? Anh nghe em nè. Em bị làm sao vậy? Em nhớ ra rồi. Con dở hơi này. Sao dạo này nó có hành tung gì bí ẩn thế nhở? Nó có bao giờ bỏ cái quán này đi đâu. Cháu thấy mấy cô thân nhau như hình với bóng ấy. Giờ là thân ai nấy lo. Ôi, cái gì đấy? Hay là cô Đào có chuyện gì giấu giếm? Dạo này là cháu thấy cô ấy biểu hiện lạ lắm. Lạ? Lạ như nào? Sáng nay đang làm, sao gọi điện cho chú Lào ấy. Thật là tô son môi đỏ che đỏ che. Rồi á, đi luôn. Chưa hết. Về làm cho khách được một lúc nhá. Có người gọi, rồi lại đi luôn. Mà rõ ràng từ lúc cháu làm cái tiệm leo này, toàn đi khách bỏ cô ấy. Chưa có bao giờ thấy cô ấy bỏ khách đi đâu. Đúng rồi. Chắc chắn là có vấn đề rồi. Cô đang nghĩ gì cháu đúng không? Vợ tôi đi làm chưa về. Tôi hỏi thật ông nha. Ông có kể cho vợ ông nghe chuyện gặp tôi với cô người yêu cũ ở trong bệnh viện không đấy? Ông trả lời tôi đi. Tôi cũng chẳng muốn nói đâu. Thế nhưng mà vợ tôi cứ gặng hỏi, cho nên tôi đành phải nói. Tôi nói thật với ông là tôi rất kém cái khoản giữ bí mật. Đào còn bảo tôi lên tận cơ quan để tìm ông. Cái hôm mà ông nói bận không gặp tôi ấy, tôi lên đến nơi người ta mới bảo ông xin nghỉ phép. Những chuyện này vợ tôi có biết không? Tôi nghĩ chắc là không đâu. Bởi vì Đào còn dặn kỹ là phải giấu gia đình nhà Hào Yên, sợ đến tai của Trang. Sau đấy vợ tôi lại bảo tôi đi theo dõi ông. Nó kìa. Ê, khoan khoan. Nhưng mà nói gì nhở? Tao quên hết rồi. Trời ơi, có gì tao nhắc. Nếu nó là loại 1, tao sẽ rơi số 1. Nó là loại 2, tao rơi số 2. Đi. Đứng lại. Chị gọi em hả? Có chuyện gì không chị? Tôi là vợ anh Nghiêm. Mà các em chơi thân với nhau bao năm rồi, có cái gì mà không chia sẻ với nhau đâu. Chồng em là trụ cột của gia đình. Anh mà không vững, mẹ con em liêu xiêu ngay. Tôi là Nguyễn Đức Nghiêm. Chúng ta cứ đúng luật mà thi hành. Ơi, tôi đã nói với anh bao nhiêu lần rồi, nhanh một giây là chậm cả đời, biết chưa? Quý ơi là quý, sao anh lại ngây thơ thế?
đừng để cái Đào nó biết nhá. Cô mày trong thời điểm không bao giờ có từ không làm được. Tôi không cho phép bất kỳ một ai động vào vợ tôi đâu nhá, dù chỉ là một sợi tóc nhá. Cậu có tin là tôi báo cơ quan chức năng không? Mày bảo tao nói nhiều á? Nhiều. Việc gì cũng đến tay con này. Nhiều không chịu nổi. Sao? Nó dám nói như thế luôn á? Lập biên bản giải quyết vụ việc. Hả? Mùi ngoại tình. Không phải kẻ thứ ba nữa, mà nó là kẻ cướp. Anh sẽ không làm điều gì dại dột nữa. Cho dù có bất kỳ chuyện gì, anh cũng sẽ nói với em. Hai vợ chồng mình sẽ sống với nhau đến 100 tuổi, với 3 đứa con, cùng 7 cháu chắt.